thì ba ý sẽ ngồi để cho các bạn thấy là trong 30 giây 15 dáng như thế nào. Và 30 giờ... giây 15 dáng hả? Rồi hơi lâu quá. Wow, công nhận là trăm nghe, ta, không, nghe, trăm nghe không bằng một thấy luôn á mọi người. Mà cái chỉ ngồi thôi đó nha. Thấy là cái thần thế, cái thần thái nó làm sao á. Rồi, rất là nhiều điều thú vị đúng không các bạn? Và Huy Huy thì nãy giờ lướt trên fanpage thì thấy có một vài bạn đặt ra một vài thử thách thú vị lắm nè. Bây giờ mình tới cái phần thử thách. Mọi người sẽ cùng xem phần thử thách này Võ Hoàng Yến vượt qua như thế nào nha. Hồi nãy giờ đã nghe chia sẻ khá là nhiều về cái việc mà Võ Hoàng Yến ở trong khu cách ly một khoảng thời gian, nhưng mà từ cái sự là hoang mang lo lắng là chuyển đến một cái cảm xúc đó là vui vẻ hơn và phải hòa mình, chủ yếu là phải sống hòa mình và chấp nhận thôi. Đúng rồi, tại vì Yến nghĩ là đầu tiên khi chúng ta cái việc đi cách ly, nhiều người nói là bị cách ly, nhưng đối với Yến, Yến nói là được cách ly. Tại vì mình được rất là nhiều thứ, mình được fan yêu quý, mình được đầu tiên là mình được công đóng, mình được làm một công dân tốt nè. Hay, nhưng mà nói về cái chuyện được, có một cái này cũng hay lắm. Là hình như là nhờ cái việc mà đi được đi cách ly đó mà cái kênh YouTube riêng của Yến nó tăng lên đáng kể đúng không? Đúng, đó là một trong những cái được. Nhưng mà thực ra được cái đầu tiên đó, chúng ta được làm một công dân tốt. Tại vì mình là một công dân, chúng ta nên đóng góp một phần nhỏ, đó chính là mình hoàn thành trách nhiệm với xã hội. Và mình nên tự giác đi cách ly. Tại vì cách ly không gì ghê gớm hết mọi người ơi, cách ly cũng vui lắm, quan trọng vui hay không do mình nha. Chứ vui hay không phải do người khác, do mình muốn vui nó sẽ vui, mình muốn nó buồn nó sẽ buồn, đúng không? Đúng. Thì mình vừa hoàn thành trách nhiệm với xã hội, mình vừa hoàn thành trách nhiệm với bản thân của mình, và mình vừa bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng, rất là nhiều thứ. Bên cạnh đó, cá nhân Yến lại là một người nổi tiếng, thì những cái gì mà Yến truyền tải vô tình đã được mọi người chia sẻ rất là nhiều và nó trở thành nguồn cảm hứng. Thì mình từ đó mình lại muốn làm nhiều hơn nữa để có thể cho mọi người nhìn thấy được cái sự cách ly này nó rất là đơn giản, và không chỉ dừng lại ở cách ly tập trung mà còn cách ly tại nhà và cách ly ở xã hội nữa. Vì thời gian cách ly này chúng ta có thể làm rất nhiều thứ có ý nghĩa, mà quan trọng là mình sáng tạo tí xíu thôi. Đúng, chính xác. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một cái thử thách đây. Có một bạn nói là chị Võ Hoàng Yến là nổi tiếng với những cái bộ ảnh thời trang rồi. Bây giờ hôm nay mình mời chị Võ Hoàng Yến thử thách tạo 15 dáng trong 30 giây. Ok, nhưng mà ở đây nó hơi khó, bạn biết sao? Tại vì chị có lấy được cái cảnh ngồi thôi. Ngồi được chứ. Chị Võ Hoàng Yến sẽ ngồi để cho các bạn thấy là trong 30 giây 15 dáng như thế nào. Bây 30 giờ... giây 15 dáng hả? Rồi hơi lâu quá. Vậy hả? 15 giây. 15 giây cũng được luôn. Rồi. Bấm luôn. Bây giờ bấm đồng hồ nha. Mọi người ơi, chúng ta sẽ cùng ghi lại khoảnh khắc này. 15 giây 15 dáng với phần thể hiện của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Và thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, hết giờ. 15 giây nhưng mà chị Yến tạo được tới 20 dáng, là một tràng vỗ tay thì là lớn cho Võ Hoàng Yến. Wow, công nhận là trăm nghe không bằng một thấy luôn á mọi người. Mà chỉ ngồi thôi đó nha. Thấy là cái thần thế, cái thần thái nó làm sao á. Hay thiệt á, đúng là nghề. Nhưng mà phải là có một cái sự gọi là quyết liệt với nghề mới được như vậy. Rất là ngưỡng mộ Võ Hoàng Yến. Rồi các bạn ơi, các bạn hãy tiếp tục đặt những cái thử thách dành cho Võ Hoàng Yến. Quang Huy sẽ đặt những cái thử thách này đến Võ Hoàng Yến để Võ Hoàng Yến sẽ cùng thực hiện trong cái chương trình của chúng ta buổi tối ngày hôm nay các bạn nha.